inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Bậy rồi, ông nào kêu skin SS rồi, cộng duy nhất mà có skin là con DK là bậy rồi ông nội. Bậy rồi, con mực nó có skin. Con mực hè năm nay là Silver Việt Nam cho skin là con mực cầm quạt nha, con mực có skin nha. Con mực là con mực SS rồi cộng nó có skin nha. Bậy bạ không à. Ờ con cá à, con ba con da nữa con chi, đúng rồi. Đúng rồi, con ba cao da, con ba cu gian nữa, bậy bạ không à. Con ba cu gian mafia hay là cái gì đó. Con ba cu gian skin đẹp bãi. Áo qua ta thầy đạo. Mẹ thầy ủ được này tôi ngồi tôi. Thầy là tôi thấy thầy dạo này thầy đứng đầu, thầy đạo dạo này là thầy đạo đang đứng đầu mấy cái đường dây mà chửi nhau gây quơ liên quan tới tôi ở trên Facebook á. Mà tôi thấy là thầy đạo hơi đi giật dây rồi đó. Mấy anh em nào mà thấy thầy Chí Đạo đi comment dạo trên Facebook, mấy anh em để ý nha, thầy đạo đi giật dây mấy anh em đi gây quơ nha. Mấy anh em đừng để thầy đạo dắt mũi nha, thầy đạo dạo này thầy đạo hay đi gây quơ tùm lum lắm á. Không, mấy anh em thấy không? Con bộ rod này tụi nó build lên tăng không mà trưởng lần 200-300 triệu. Ồ, không hiểu luôn. Mày đam to vậy. Lúc đầu là tưởng đâu con bộ rod, mấy con bộ rod này nó build công không mà. Bữa coi nobody, mẹ nobody build full tăng luôn. Máu không là máu không, mẹ vô trưởng mẹ cũng 200-300. Anh cơ rút quanh bên main phay bên si không anh? Không. Anh bán được bay chưa? Trời, mọi người hỏi ai mua giùm cái bay của tôi cái. Mọi người còn có mấy ngày nữa ra Tatsumaki thiệt á. Ông nào mà có buôn bán hay thứ gì không? Ông nào mua giùm cái bay của tôi cái ổ để tôi có tiền tôi quay siêu tuyệt kỹ Tatsumaki mấy anh em. Thiệt á, năn nỉ luôn á. Bây giờ tôi hết thứ gì để bán rồi. Giờ tôi còn cái chinh đít à. Rồi chinh đít bán thì không được mấy anh em. À, link vào nhóm Zalo mấy anh em ấn trên máy tính đó nha, còn ấn trên điện thoại nhiều lúc nó bị lỗi á. Ồ mấy anh em nhắn tin qua số điện thoại tôi bên Discord á, tôi add cho chưa. Chưa, bây giờ với siêu kỹ không đủ, bây giờ thiếu tới 40 giấy siêu kỹ nữa, nhưng bây giờ bán được cái bay thì đủ đó. Bây giờ chuẩn bị cuối tuần nó bán cái gói 3 giấy đen, 3 giấy siêu kỹ, giờ mua đủ 7 gói là đủ. Không có đủ vé siêu kỹ không kịp. Giờ phải mua 7 gói liên tục luôn, 7 gói liên tục hết, mua hết 7 ngày là mới được 21 vé. Mới đủ. Bán ặc quay tát rồi anh, bây giờ ặc nổ giá luôn nè, bây giờ mấy ông trả giá thì hành bao nhiêu tiền luôn mới được giá bán luôn nè. Việc em vô Zalo à? Rồi ok, ông nào xin vô Zalo ơi, tôi đang ngồi tôi việc cho. Rồi ông nào có xin vô ơi, tôi ngồi việc cho, đang ngồi việc nè. Thì bây giờ không có tiền mua thì mới ngồi mới năn nỉ mấy anh em nè. Trời cái gì mà mấy ông xin vô mầm vậy, từ từ mấy ông nội. Nữa đi khách kiếm tiền nữa mấy ông nội, đừng nói vụ đi khách mấy ông. Nhiều thằng mẹ công an ngầm trên đây xong rồi nó kêu tôi mẹ tổ chức đi buôn bán mại dâm mà trên đây nữa, mại dâm BD nữa. Thà ví dụ như buôn bán mại dâm mày chơi gái rồi chơi gì cái kiểu, ví dụ đi chơi BD nó quê lắm mấy ông nội. Công rồi ông nào làm công an phường Thủ Đức xong mời tôi lên rồi kêu rồi tổ chức mẹ buôn bán mại dâm, xong rồi mẹ buôn bán mại dâm mày gì gái trai mẹ đi chơi BD bàn tí nó mấy ông nội, bất giỡn hoài. Ở trên đây công an coi không mấy ông nội, kênh tôi hiện giờ mày phải chụp ông công an á, mày trong đó có hai ba ông ở quê tôi nữa. Thôi được rồi, bớt báo giùm tôi cái đi. Ờ anh Hà ơi, anh Hà bớt nói chuyện trên trời đi anh Hà, đủ
lớn rồi, bớt nói chuyện trên trời anh Hà. À quên, quên hỏi anh Hà. Hôm bữa anh Hà, tôi nhớ anh Hà có mua cái con game hẹn hò online ở bên Trung Quốc đúng không? Anh Hà có thể cho tôi mượn tài khoản sự kim tôi bú con game đó được không? Con game đó hình như tôi nghe nói là nó có bản việc khó rồi anh Hà. Tôi vô tôi hẹn hò online với mấy em bữa coi dạo này FA quá chịu nổi, bữa nào kiếm game đó tôi nghe nói nó có việc khó rồi đó anh Hà. Anh Hà nó cho tôi mượn tôi bú con game hẹn hò online đó cái anh Hà. Mấy em Trung Quốc xin tươi á. Tôi nghe nói nó có bản việc khó rồi đó. Không, cái này để mình mới đi xin anh Hà anh em. Anh Hà bữa đi mua game đó, anh Hà lúc thời anh Hà chưa có vợ, anh Hà đi mua game đó, anh Hà chơi xong game đó anh Hà có vợ luôn á mọi người. Không, anh Hà im luôn. Ồ, anh Hà im luôn, má anh Hà dơ. Anh Hà im luôn, anh Hà đéo cho mọi người có người yêu rồi. Anh Hà chơi xong game đó anh Hà có người yêu luôn đó, có vợ luôn đó. Giờ anh Hà im luôn. Không, bữa anh Hà đưa tôi kêu chơi game đó. Mà con game đó tiếng Anh, tôi kêu tôi đéo chơi. Sao mà bây giờ nó có bị khó rồi. Tôi nhớ tới anh Hà bữa, anh Hà bữa ảnh khuyên mình là anh kêu tôi chơi, đưa con game đó cho mình chơi. Nhưng mà tôi đéo biết tiếng Anh mấy ông bà. Sao mà bây giờ nó, tôi nghe nói là cái bản đó nó có bị khóa rồi. Nó sắp ra phần 2 nữa rồi, 4 game đó. Ai đâu biết được, mình chơi xong game đó có bao nhiêu anh em coi biết cách đi cô gái hay sao. Không, nó lọc là nó rút lại mấy anh em. Thông báo đã bị rút lại, ai đâu xóa hai tay tôi ở đây tôi banh gì mấy ông. Trên kênh này có mod đâu, có thằng Đạt nó mod rồi, lâu lâu thằng Đạt nó banh sờ âm thôi chứ còn mấy anh em đa số mấy anh em thu hồi không à. Đúng rồi, anh Hà, mình tự giác nha anh Hà nha, đừng để mình nhắn tin, tôi nhắn tin tôi xin xỏ nha anh Hà. Anh Hà như cũng sắp 160 triệu được chiến rồi đó. Anh Hà coi nhắm sao á. Ôi vậy anh Hà tặng đi. Anh Hà tặng luôn đi anh Hà. Làm cho anh Hà sắp làm clip thứ 5 rồi. Anh Hà đang dẫn đầu những người làm clip cục móc nhiều nhất trong server luôn đó anh Hà. Hoài con game nó 5 lít luôn à. Con game nó 5 lít à. Con game đó tôi nhớ có 100 mấy rồi mà. Làm gì 5 lít dữ vậy. Đúng là 5 em lận nhưng mà con game đó làm gì tới 5 lít. Con game đó tôi nhớ 100 mấy rồi mà. Con game đó nó có 100 mấy rồi mà. Làm gì tới 5 lít mấy ông nội. Giỡn hoài. Mày 5 lít tôi đi mua game 2 ten tôi chơi sướng người ta. Con game nó có 100 mấy à. Mày 5 lít tôi bỏ thêm mấy trăm nữa tôi đi mua game 2 ten, 2 ten 3D không chi mày... sướng à, tự nhiên đi chơi game đó phải không. Game đó game tên là game 2 ten chứ không phải 2 ten là cái từ biến thái không nội. Đó, đó mấy anh đĩ bắt đầu lên xin tên game á. Mấy ông tập trung vô chuyên môn đi, mấy ông coi chiến khu đi. Để hôm nào tôi lo xong vụ anh Sung rồi, xong rồi tôi kiếm một buổi nào đó đẹp đẹp tôi mượn vô tôi bú con game đó mấy anh em, vô ngồi chơi live game đó mấy anh em. Game đó nghe nói có việc khóa đó. Đã mua là mượn luôn DLC đúng không mấy em. Vô ngồi đi hẹn hò với mấy em gái. Một đêm đi hẹn hò với mấy em gái. Được, hay đó. Uầy. Chơi game bằng một tay. Tự nhiên vô không có cảnh gì, ta vô game đó, ta học cách hẹn hò, ta học cách nói chuyện với gái, xong mới kêu vô đồ cảnh gì. Cảnh gì thì đi lên mấy web game cộng 18 mà đồ cảnh gì, ta chơi game đó, ta học cách tìm kiếm bạn gái, xong rồi đồ vô học cảnh gì trời.